ngoài đường đông vui tràn ngập bao tiếng ca, xuân năm nay đã đến rồi em ơi. Xuân đến rồi. Người người bên nhau tạm biệt năm cũ qua, xuân niềm vui về khắp bên mọi nhà. Tết đến xuân về là dịp để cả gia đình đoàn viên có nhiều thời gian bên nhau. Đây cũng là dịp đi du lịch với gia đình, vừa thể hiện sự gắn kết tình cảm giữa các thành viên, vừa mang lại những trải nghiệm thú vị. Với mong muốn tạo sân chơi thú vị bổ ích cho du khách trong dịp đầu xuân năm mới, Công viên Di sản đã tổ chức nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn trong chương trình Chào Xuân Quý Mão 2023. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo của du khách trong và ngoài tỉnh. Trong 8 ngày Tết diễn ra sự kiện, công viên đã đón gần 20.000 lượt khách đến du xuân và tham gia các hoạt động trải nghiệm với giá trị cốt lõi là di sản của các nhà khoa học. Trong dịp này, Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam, nơi trưng bày lưu trữ hơn 1 triệu tài liệu hiện vật của hơn 4.000 nhà khoa học Việt Nam, là điểm thu hút không thể bỏ qua khi du khách đến tham quan công viên, đặc biệt là học sinh sinh viên. Nói thật là mình cũng đến đây là lần này cũng phải là lần thứ 10 rồi. Nhưng mà đối với mình là cũng vẫn là chọn công viên các nhà khoa học để mình đi du xuân đầu năm. Nó mang cái tính chất là ý nghĩa về khoa học lịch sử và giúp cho các con mình có những cái kiến thức cơ bản về trong công tác học tập cũng như phấn đấu để phát triển và học tập sau này. Bên cạnh đó, du khách được hòa mình vào không khí lễ hội đầu xuân với các hoạt động mang đậm sắc thái Tết cổ truyền như xin chữ đầu năm mới, giao lưu văn nghệ, chơi các trò chơi truyền thống mang đậm đà bản sắc dân tộc như ném còn, đánh đu, nhảy sạp, chơi thuyền, ô ăn quan. Các bạn nhỏ thích thú với các hoạt động vui chơi ở nhà hơi, nhà bóng, tô tượng, xem trình diễn múa rối nước với các tích trò sôi động. Chị em phụ nữ xúm xính trong những tà áo dài và những bộ trang phục dân tộc, check-in lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng bên dòng suối hoa thơ mộng, hữu tình cùng những tiểu cảnh độc đáo. Trong những cái ngày đầu xuân năm mới như thế này thì một trong những cái địa điểm mà tôi lựa chọn để đưa gia đình đến để tham quan du lịch đấy là công viên di sản các nhà khoa học ở tại Cao Phong. Đây là một cái công viên có khuôn viên rất là rộng lớn và có cái thảm thực vật rất là đa dạng phong phú. Ngoài ra thì khi mà đưa gia đình đến đây thì các con có một cái không gian rộng để chạy nhảy vui chơi và được khám phá rất là nhiều những cái tri thức và được tham quan nơi lưu giữ rất là nhiều những cái kỷ vật, những cái kỷ niệm của các nhà khoa học, giúp các cháu tìm hiểu thêm được rất nhiều những cái vốn kiến thức phong phú và đa dạng. Ngoài các hoạt động tham quan vui chơi giải trí, du khách còn được thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm tại các gian hàng chợ xuân, những món ăn dân dã bình dị như bánh trắng nướng bắp xào, trứng nướng chén, bún nui đã chinh phục vị giác của nhiều du khách. Một mùa xuân mới lại đến, Công viên Di sản cảm ơn quý du khách đã luôn tin tưởng ủng hộ các hoạt động của chúng tôi. Đây là nguồn động viên lớn để chúng tôi ngày càng hoàn thiện các dịch vụ và đẩy mạnh phát huy di sản của các nhà khoa học đến với công chúng trong và ngoài nước.